Dòng người ùn ùn đổ về săn hoa dã quỳ, đường lên Ba Vì tắc nghẽn. Hai ngày cuối tuần, 18-19 tháng 11, lượng người đổ về vườn quốc gia Ba Vì ước tính lên tới hàng chục nghìn người. Nhiều đoạn đường tắc nghẽn cục bộ ngay từ lúc 8 giờ, các phương tiện di chuyển khó khăn. Xuất phát từ cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội lúc 4 giờ, Trần Hải Danh, 24 tuổi, tới gần vườn quốc gia Ba Vì lúc 8 giờ. Dù còn khá sớm, nhưng Danh bất ngờ chứng kiến đoạn đường cách cổng vườn khoảng 2 km đã kẹt cứng. Biết trước cuối tuần sẽ đông, nhưng không nghĩ sẽ đông tắc cứng đường như vậy. Xe mình gần như không thể di chuyển được, mất hơn một tiếng đồng hồ mới vào từ chỗ mua vé, Hải Danh nói. Theo lời kể của du khách, đường đến Ba Vì có khá nhiều ô tô du lịch 16-45 chỗ, gần như không thể nhúc nhích. Ô tô con, đặc biệt là xe máy di chuyển từ nội thành, với số lượng lớn, cũng đứng chôn chân nhiều giờ. Khách đổ về Ba Vì trong 2 ngày cuối tuần 18-19 tháng 11, chủ yếu là giới trẻ. Tuy nhiên cảnh tượng ùn tắc trong nhiều giờ khiến một số du khách quyết định quay xe ngay từ chân núi. Lần đầu tiên mình tới Ba Vì và thực sự đông ngoài sức tưởng tượng. Với lượng người quá lớn như thế này, thì mình nghĩ dù có lên được tới nơi, cũng khó vui chơi, tham quan hay chụp ảnh được gì. Đi tới đâu cũng phải chờ đợi, nên bọn mình quyết định quay về, thay đổi lịch trình đi nơi khác. Hoàng Trung, một du khách cho biết, tình trạng ùn tắc tại Ba Vì bắt đầu xảy ra khoảng 2 tuần nay, từ khi mùa hoa dã quỳ nở rộ. Ước tính tổng số khách trong 2 ngày cuối tuần vừa qua là khoảng hơn 20.000 người. Vườn quốc gia Ba Vì đã cắt cử cán bộ nhân viên hướng dẫn tuần tra, phân luồng cho du khách, đồng thời nhắc nhở thực hiện an toàn về tham quan, cắm trại, dã ngoại cũng như cảnh báo lượng khách đông để khách từ bên ngoài tính toán cung đường di chuyển. Vườn quốc gia Ba Vì cũng khuyến cáo để tránh ùn tắc, du khách nên bố trí tham quan vào ngày trong tuần. Thực tế ghi nhận có những ngày lượng khách chỉ khoảng 1.000-2.000 người, khá vắng vẻ. Từ những năm 20 của thế kỷ trước, khi xây dựng nhà thờ và 9 ngôi biệt thự trên Ba Vì, người Pháp đã mang giống hoa dã quỳ về trồng. Năm 2015, nhận thấy sự yêu thích của du khách dành cho loài hoa này, vườn quốc gia Ba Vì đã trồng thêm dã quỳ để phát triển thành sản phẩm du lịch. Hàng năm vào cuối tháng 10 tới giữa tháng 11, hoa dã quỳ bắt đầu bung nở. Đây cũng là thời điểm Ba Vì thu hút rất đông du khách để tham quan chụp ảnh. Để vào vườn quốc gia Ba Vì ngắm hoa dã quỳ, du khách cần mua vé giá 60.000 đồng một người lớn, 20.000 đồng cho sinh viên, 10.000 đồng cho học sinh. Giá vé ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật là 30.000 đồng.